Chuyện ăn tin Dương Dương hẹn hò Vương Sở Nhiên, cộng đồng mạng hoài nghi tin thật hay PR phim. Khác với mọi lần, thông tin này khiến người hâm mộ không có bất ngờ. Vào tối ngày 9 tháng 5 nơi Đoại Trì, blogger đình đám Sở Trung chuyên săn tin sao bất ngờ tuyên bố sẽ khui tin hẹn hò của một sao nam đình đám. Đáng chú ý, anh còn úp mở hơn 10 cái tên có khả năng sẽ dính đạn. Trong đó có cả những tứ đại lưu lượng ở hai thế hệ như Dương Dương và Nhất Bác, đến cả Mỹ Nam mới nổi như Vương Hạc Đệ. Đúng như lời hẹn, vào trưa ngày 10 tháng 5, nơi Đoại Trì bất ngờ công bố video được cho là Dương Dương và Vương Sở Nhiên bí mật hẹn hò. Theo đó, cặp đôi bị phát hiện cùng bước ra từ một tòa nhà. Song nữ chính xuất hiện trong đoạn video bịt khẩu trang, đội nón che chắn khá cẩn thận nên không rõ đây có phải Vương Sở Nhiên hay không. Nam chính lại có diện mạo hao hao giống nam thần Dương Dương. Không những vậy, trước khi ra về anh còn giơ tay chào mọi người xung quanh. Hiện tại phía phòng làm việc của Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn chưa đưa ra phản hồi. Xoay quanh câu chuyện này, công chúng lập tức nổ ra hai luồng tranh luận. Một bên bày tỏ rõ ràng sự nghi ngờ. Sự việc này chính là cách PR cho bộ Khói Lửa Nhân Gian có sự góp mặt của Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính. Được biết sản phẩm này sắp được lên sóng khoảng thời gian tới. Phần còn lại khá ủng hộ và đẩy thuyền cặp đôi này cho rằng việc yêu đương hẹn hò của một ngôi sao là chuyện hết sức bình thường. Mặt khác, tin đồn này không khiến người hâm mộ quá bất ngờ, bởi lẽ cách đây 2 tháng Dương Dương và Vương Sở Nhiên cũng vướng phải tin đồn hẹn hò. Cụ thể, theo một số nguồn tin bên lề cho biết, cặp đôi đã cùng nhau đi du lịch đến Maldives và trao nhau những nụ hôn thắm thiết tại bờ biển. Tuy nhiên, tin đồn này lại không có hình ảnh minh chứng cụ thể, khiến người hâm mộ không khỏi bức xúc.